Song Joong Ki và Suzy rộ tin đồn hợp tác trong phim Tài Phiệt, hứa hẹn bữa tiệc visual bùng nổ. Sau thành công vang dội của bom tấn Vincenzo, với diễn xuất vô cùng thuyết phục của mình, nam diễn viên Song Joong Ki tiếp tục được khán giả kỳ vọng sẽ xuất hiện ở tác phẩm truyền hình khác. Mới đây, mạng xã hội lại được dịp nhốn nháo trước tin đồn trai nhà sẽ góp mặt ở tác phẩm The Youngest Son of Chaebol Family, tạm dịch là con trai út của gia đình Chaebol bên cạnh nữ diễn viên Suzy. The Youngest Son of Chaebol Family được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng của xứ Hàn và sẽ do đạo diễn Chung Dae-jun cầm trịch cùng biên kịch Kim Tae-hee, mẹ đẻ của các tác phẩm thành công như Chuyện tình Song Kyung-kwan, Tổng thống 60 ngày. Bộ phim dự kiến lên sóng trong năm 2021 để kỷ niệm 10 năm thành lập của đài JTBC. Chuyện phim xoay quanh hành trình trả thù của người đàn ông sau khi bị buộc tội và truy sát bởi một gia đình Chaebol, hay còn gọi là Tài Phiệt, vì tội tham nhũng, mặc dù anh đã một lòng trung thành với cả gia tộc. Điều đáng ngạc nhiên là anh ta đã lại được tái sinh thành con trai út của gia tộc này và từ đó mang khát vọng lật đổ chính gia đình mình. Nguồn cơn của tin đồn này bắt nguồn từ một tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải lịch chiếu phim truyền hình dự kiến của đài JTBC và trong đó xuất hiện tên của Song Joong Ki bên cạnh dự án phim. Bình luận của cư dân mạng: "Trời ơi, mới tin đồn thôi mà muốn xỉu ngang rồi, không cần xem phim cũng biết nội dung hay và rất đẹp. Nếu là thật thì chết chìm trong bể visual mất, tưởng tượng thôi mà cũng đã thấy chấn động rồi, nếu là thật thì điên đảo mất thôi. Mong lần này Suzy được đóng vai gái nhà giàu sang chảnh các thứ nhá." Sau Vincenzo thì rất mong Song Joong Ki nhận các vai đánh đấm, trông ngầu không tả nổi. Tổ hợp phi rùa Song Joong Ki với Suzy đã rất đỉnh rồi, không cần lựa nam phụ đẹp trai nữa đâu, chết mất. Xuất thân với vai trò ca sĩ, Bae Suzy từng được biết đến với vai trò là thành viên nổi trội nhất của nhóm nhạc nữ Miss A. Cũng chính vì vậy nên cô luôn được công ty quản lý ưu đãi tạo điều kiện cho các hoạt động cá nhân như làm MC, tham gia diễn xuất trong các bộ phim. Trong đó, có lẽ diễn xuất chính là mối nhân duyên vẫn còn theo chân cô đến tận bây giờ. Với một nữ idol xinh đẹp quyến rũ khi lấn sân sang diễn xuất như Suzy, việc nhận phải những lời chê bai của khán giả là không thể tránh khỏi. Thậm chí, có không ít ý kiến còn nhận xét rằng Suzy không khác gì bình hoa di động, diễn xuất trôi sụt bất thường khiến khán giả vô cùng thất vọng. Rất may là trong những năm gần đây, Suzy đã ngày càng tiến bộ hơn. Nữ diễn viên không chỉ thử sức ở nhiều loại vai diễn hơn mà còn hết mình lan xả trong từng nhân vật. Về phía Song Joong Ki, có thể nói Vincenzo là dự án đầu tiên đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên hậu scandal ly hôn chấn động với Song Hye Kyo. Tác phẩm này nhanh chóng giành được tình cảm của khán giả nhờ nội dung vừa kịch tính vừa hài hước. Trong phim, Song Joong Ki đã thể hiện một hình ảnh khác lạ so với các vai diễn trước đó của anh. Ngoài khả năng diễn xuất, nam diễn viên còn để lại hình ảnh một chùm tội phạm Vincenzo hết sức điển trai. Thêm vào đó, trong chương trình Video Star phát sóng trên MBC vào tối 11 tháng 5, nam diễn viên Kim Yong-gung, người đóng vai chùm giang hồ mặt Park Seok-doo trong Vincenzo, cho biết anh không thể tập trung quay phim vì nhan sắc của Song Joong Ki. Tập cuối Vincenzo đạt rating ở mức 14,6% và có khi đạt đỉnh 16,2%. Đây là tỷ suất khán giả cao nhất mà phim có được kể từ khi chiếu đến nay. Ngoài ra, Vincenzo còn trở thành bộ phim có tỷ suất người xem cao thứ 6 trong lịch sử đài TVN, chỉ đứng sau Hạ Cánh Nơi Anh, Goblin Yêu Tinh, Lời Hồi Đáp 1988, Quý Ngày Anh Dương và Chàng Hậu.